Phát biểu tại thủ đô Ankara, ông Erdogan cho biết hàng trăm ngàn ngôi nhà trên khắp miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tàn phá nặng nề. Đồng thời, ông cho rằng bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ đối mặt các vấn đề mà Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt trong một thảm họa như thế này. Thảm họa xảy ra ở khu vực có diện tích lớn hơn chủ quyền lãnh thổ của nhiều quốc gia. Sức tàn phá tương đương nhiều quả bom nguyên tử cực mạnh. Những trận động đất lớn nhất trên thế giới xảy ra ở các đại dương và ảnh hưởng đến các vùng đất, nhưng trận động đất ở Karamanmaras xảy ra ngay khu vực dân cư. Tổng thống Erdogan cũng nói thêm, việc thực thi các quy định xây dựng chặt chẽ hơn là rất cần thiết. Và ông nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cứu hộ cho đến khi cứu được người Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng ra khỏi đống đổ nát.